Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là DTK TV đây. Và trong video phần tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra chiếc thang máy đá đỏ siêu đẹp ở trong Minecraft. Và nó cũng tương tự cái thang máy mà phần trước mình đã hướng dẫn các bạn để có thể đóng mở cửa được, để bịt phần bê tông hay là phần cơ chế hoạt động của cái slab block nó đẩy lên ấy, nó sẽ bịt lại 100%. Vì vậy nó sẽ tạo ra độ đẹp nhất định của cái thang máy này. Và thang máy này không giới hạn số tầng đi lên và đi xuống. Đó, đây tầng 2, màu xanh là cây nhé, các bạn để ý cho mình. Đó, đây mình sẽ ngó xuống cho bạn xem này. Mỗi một tầng mình sẽ để một màu khác nhau để các bạn phân biệt nha. Lên trên tầng này là màu vàng này. Đó, các bạn có phải đi xuống rồi nha, có hai nút các bạn đi xuống đi lên rất là tuyệt vời và bình thường luôn. Các bạn không giới hạn số tầng đâu nha, chẳng qua mình chỉ làm 4 tầng thôi. Các bạn muốn làm 5 tầng hay là 6 tầng, 7 tầng cũng được. Nhưng mình chỉ làm 3 tầng hoặc 4 tầng thôi. Thì bây giờ mình làm 4 tầng thì tầng dưới là mình sẽ làm cái tầng hầm đó các bạn ạ. Còn tầng trên thì mình làm cái tầng chính, là tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Đó, thì thường cái thuê nhà hiện đại các bạn chỉ làm được tầm khoảng là 3 tầng là đẹp rồi. Và đi xuống đi lên thì hoàn toàn bình thường thôi. Mình đã test rồi, nó không bị lỗi gì đâu, 100% không bị lỗi. Cái này là bên trang web Minecraft nước ngoài và đã hướng dẫn mình rất là tận tình. Hầu như là mình phải mất gần cả một tuần để tạo được cái thang máy này, mà kiểm tra từng lỗi một của thang máy này. Và thang máy này mình nói trước là dành cho mọi phiên bản nha, cho PC này, hay là cho mobile này, hay là mobile hay gọi là Minecraft PE đó các bạn, hay là cho Xbox hay Windows cũng được, nói chung là đều được hết nha bạn nha. Còn phiên bản mấy chấm thì chắc chắn là phải phiên bản mới nhất. Nói là mới nhất cũng không đúng, chỉ cần phiên bản nào là có khối Honey Block là được. Đó, thì cơ chế hoạt động nó nhìn đá đỏ rất lằng nhằng phải không, cực kỳ lằng nhằng luôn các bạn ạ, vô cùng lằng nhằng luôn. Nhưng mà thì đã làm thì rất là đơn giản thôi các bạn ạ, bởi vì mỗi tầng nó cũng làm tương tự lẫn nhau mà, cho nên là rất là đơn giản thôi. Nhưng nó khá là lằng nhằng nên rất dễ bị rối các bạn ạ. Đầu tiên là các bạn phải đào cho mình một cái hố nha, đó là chiều rộng và chiều dài đều là 8, gọi là ô vuông 8, sâu 8 ô cho mình, và quên, rộng 8 ô, ô vuông 8 ô và chiều cao là 6 ô tính ở cái phần mặt trên nữa các bạn nha. Các bạn đếm cho mình là được rồi. Và tiếp tục là từ cái phần chúng ta đi vào thang máy, đếm cho mình là 4 ô, đặt cho mình cái khối bê tông chĩa vào trong nhà mình. Cái ô thứ tư là các bạn đặt nha. Đó, các bạn phá cho mình 3 cái block ở đây đi. Đặt thay cho mình là cái khối obsidian cho mình nha. Đó, bắt buộc phải thay cho mình cái khối này. Các bạn phải chọn đúng cái khối cho mình. Nhìn tên các bạn là obsidian cho mình nha. Đúng cái tới khối này, hoặc là tiếng Việt là hắc điện thạch các bạn ạ. Tôi đặt cho mình cái khối theo dõi, chĩa cái viên đèn đỏ ra bên này và đặt cho mình cái bê tông chĩa xuống. Phải chia đúng cái khối theo dõi và cái bê tông cho mình nha. Rồi tiếp tục là bây giờ các bạn chỉ việc sang cho mình là mấy cái khối block bất kỳ các bạn. Nhưng mình dùng từng màu, từng tầng một. Tầng 1 là màu xanh nước biển, cho mình sẽ dùng màu xanh nha. Các bạn lên này cho mình này. Rồi sau đó vậy để toàn lối vào cái bê tông này này. Đặt tiếp tục cho mình hai cái bê tông ở đây. Bạn phá đi. Gõ 3 lần cho mình này. Và gõ 1 lần nữa nha. 3 và 1 các bạn để ý cho mình nha. Tiếp tục là các bạn đặt một khối lên, là đây là cái khối mà các bạn đặt cái nút bấm đó các bạn. Đây mình sẽ đặt nút bấm đây. Đó. Rồi các bạn đặt lên cho mình một khối này, sau đó sang cho mình. Như này cho mình nha. Hai khối cho mình và tiếp tục lấy khối đèn cho mình nha. Đó vậy thằng này. Mình thử ấn nút xem cái lỗi đó, lấy quy tông rồi nó đẩy ra là đúng này. Nó phải đẩy ra mới đúng nha. Nhưng nó không đẩy ra là nó bị lỗi hoặc là mắc slam đấy. Thì các bạn phải thay cái khối hắc điện thạch ở dưới thì nó mới được. Lấy cho mình cái đèn ra. Rồi cái đèn. Thay cho mình cái đèn này, đặt vào đây. Sau khi đã thay mình cái đèn rồi thì lại đặt thêm một khối block bất kỳ đây nữa này. Vẩy redstone vào, nhớ là phải vẩy redstone vào nha. Nhớ kỹ cho mình cái đấy. Rồi đặt cho mình khối theo dõi đúng cái hướng của mình nha. Cái phần màu đỏ khối theo dõi là cái phần xuất tín hiệu đó. Bây giờ là lấy cho mình cái khối hắc điện thạch. Đây, khối hắc điện thạch các bạn đặt thẳng vào cái đèn này cho mình này. Đó. Ở bên dưới này phá cái này đi. Tạo một cái chỗ ở các bạn để cái bê tông á, các bạn gõ một lần cho mình, đúng một lần thôi nha. Đó, gõ một lần các bạn gõ giống hệt mình thì nó sẽ sáng lên như này này. Rồi cho bạn lên cho mình một khối này. Đó, lên cho mình một khối vẫn là phải hắc điện thạch nha. Những cái chỗ nào mình dùng hắc điện thạch là các bạn bắt buộc phải dùng hắc điện thạch theo. Lấy bê tông dính đẩy xuống này. Đây là bê tông dính, còn đây là bê tông thường nha. Các bạn phải để ý bê tông thường và bê tông dính nha. Rất nhiều bạn hay nhầm cái này, mình cũng nhầm một lần rồi. Cho nên rất hay nhầm cái hai cái bê tông dính ở đây. Đây là bê tông thường cho mình nha. Bắt buộc phải là bê tông thường. Đấy, mình lại đặt nhầm bê tông dính rồi. Đây bê tông thường nha.
Rồi đến đây thì các bạn xem xét kỹ cho mình nha. Đừng sai một bước nào đấy. Bây giờ các bạn dùng cái khối Holy Block này, bắt buộc phải khối này nha. Đúng đúng các khối, khối Slam Block là cái khối Slam Block và Holy Block là Holy Block nha mình nha. Hai cái khối này là khác biệt nhau đấy các bạn. Để ý cho mình, đừng có nhầm lẫn hai khối này nha. Mình đặt một block ở đây thì là cái điểm tựa để mình đặt cái khối theo dõi nó chĩa xuống thôi. Đó, nó sẽ chĩa xuống. Bên tôi vùng này này, tiếp tục này, lại đặt cái khối theo dõi chĩa xuống cho mình. Đó. Làm sao cho hai cái mặt nó hiện lên trên là được. Như vậy là cái khối theo dõi nó chĩa xuống rồi. Bây giờ các bạn lấy cho mình cái lò lung. Đấy, các bạn đặt hai cái hướng lò lung hai quay sang hai cái hướng ngược nhau như này cho mình. Và thả bất kỳ cái gì vào đó, bất kỳ cái đồ vật gì cũng được, hay là khối block gì cũng được. Thì các bạn cứ thả vào trong này cho mình nha. Thả một cái thôi nha, không cần thả nhiều đâu, chỉ cần thả một cái thôi. Đó, thì tí nữa sẽ có tác dụng của nó là làm cái cửa đâu. Thì bây giờ mình cứ thả một cái thôi. Bây giờ các bạn lấy cho mình cái khối này nha, bắt buộc cái đúng cái khối trên màn hình các bạn này. Và đây là xe Tecarona này, cái khối này này. Đó. Hoặc cái khối nào trong cái vùng đấy cũng được, nhưng mình lấy cái khối này cho đẹp thôi. Cho nó ẩn màu đen đi thôi. Chứ các bạn lấy khối nào cũng được mà, không quan trọng là khối nào cả. Các bạn lấy đúng cái khối này các bạn đặt ở đây cho mình này. Rồi, bên này lại là cái khối Holy Block cho mình nha. Các bạn để ý những cái khối Holy Block hay khối Slam Block, mình dùng cái khối nào các bạn phải dùng theo khối đấy, cả hắc diện thạch nữa. Còn với cái khối màu sắc thì các bạn dùng khối gì cũng được. Bên dưới đây các bạn đặt cho mình hai khối Holy Block như mình vừa lấy đấy. Đó, như cái cụ này này. Như là phải đặt hai cái Holy Block đây nha, và một cái khối theo dõi. Và tiếp tục là một cái khối bê tông dính như mình. Bắt buộc phải bê tông dính nha. Rồi, như vậy là hoàn thành cái động cơ mà nó đẩy đẩy lên rồi các bạn ạ. Nó sẽ đẩy lên và đẩy xuống luôn. Nó sẽ đẩy lên đẩy xuống rất là đẹp các bạn ạ. Và cũng hiệu ứng cũng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn phải che đi bởi vì nó khá là buồn cười. Rồi, đặt lên là 4 ô cho mình nhá. Tổng cộng từ cái ô nút ấn là 4 ô. Xong sang này. Đó, 2 ô cho mình, lên tiếp 2 ô cho mình. Bắt buộc phải là lên 2 ô như này cho mình nha. Rồi sau đó xuống này. 2 này, 3 này, 4. Đó, cả chỗ này là 4 ô cho mình nha. Đó. Tiếp tục này, hai chỗ này là các bạn đặt kẹo khối hắc diện thạch. Bắt buộc phải hắc diện thạch nha. Mình chỗ là mình dùng hắc diện thạch các bạn phải làm theo đấy. Tìm đúng cái khối hắc diện thạch cho mình nha. Hay là khối Obsidian cũng được, các bạn ấn tìm đúng cái khối cho mình. Nếu mà tìm không ra, bây giờ các bạn bắt buộc phải sang cho mình ô này. Để cản khi mà nó đẩy lên các bạn ạ. Phải sang như hình mình cho mình. Các bạn phải sang cái này để chặn nó lên nhá. Nó phải sang kiểu như là như một phải trên một ô các bạn ạ. Đó thì đấy gọi là cái mặt đấy. Đó, để hai ô như này cho mình nha. Đó. Bắt buộc phải để lên đấy cho mình nha. Bây giờ các bạn ấn thử này. Các bạn ấn này thì nó sẽ lên. Các bạn ấn nha. Các bạn lúc khi nào mình bảo ấn nút thì các bạn mới ấn thôi nha, chứ các bạn đừng có đang làm rồi xong rồi lại ngửa tay các bạn ấn nó thì chết đấy. Thì chết ngay đấy. Rồi là xong. Đó thì nó sẽ dừng ở đúng chỗ đấy cho mình. Sau khi nó dừng ở đúng chỗ đấy thôi thì các bạn thấy bê tông ở phía dưới tầng 1 nó khá là xấu phải không? Thì tí nữa mình sẽ làm cái cửa mình che lại sau. Bây giờ mình cứ làm cái tầng 2 trước đã. Các bạn lại làm hai cái nút công tắc xuống và lên cho mình nha. Thì đây bên này sẽ là bên xuống này và bên này sẽ là lên này. Đó, các bạn cứ phải đặt toàn đi hẳn mình là được. Bên xuống bên lên các bạn để ý cho mình nha. Đó rồi thì đặt hai cái nút vào đây thôi. Đó, một nút xuống này và một nút lên này. Đó thì bây giờ làm nút lên và nút xuống nha. Đó thì các bạn sẽ đóng lại cho mình lên ba cái cho mình nha. Tính là cái ô nút là 4. Tiếp tục lại như bên kia tiếp. Đặt hai cái khối theo khối hắc điện thạch ở đây nha. Đó, lại hai khối bên trên tiếp và lại lên cho mình tiếp. Hai cái ô như này để ngăn cho nó không lên hẳn trên trời luôn. Không, các bạn không ngăn này nha, thì tí nữa các bạn ấn nút, vô tình ấn nút thôi ấy, nó sẽ lên thẳng trên trời và không dừng đâu các bạn ạ. Thì có thể gọi là mất luôn đấy, và cái map này nó kiểu lag luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp tục đặt cho mình 6 khối nha. Tầng này sẽ là màu xanh lá cây, nên mình sẽ dùng là khối màu xanh lá cây các bạn ạ. Rồi thì đặt cho mình 6 khối này. Phá cái khối dưới đi và lên một khối này nha. Các bạn đặt sang cho mình này. Rồi, đặt ở đây là cái đèn nha. Bắt buộc ở đây cái đèn nha, giống bên dưới các bạn ạ. Rồi các bạn lại sang tiếp cho mình. Các bạn vòng khoảng sang bên này cho mình nha. Đây, cho các vòng ra đây cho mình. Đó. Rồi tiếp tục lại sang đây và lên cho mình một khối đây nha. Đó, hai chỗ góc này phải lên cho mình. Bây giờ là các bạn chỉ việc là lối redstone vòng quanh cái chỗ khối, các khối mà mình vừa đặt vào đấy này. Đây là cái vòng quanh khối đây cho mình nha. Nhưng đến đoạn này các bạn phải bắt buộc phải dùng cho mình một cái repeater đặt vào và lối sang ngang như này. Chỗ này là đặt cho mình cái repeater tiếp. Đó, để nó chặn tránh hai cái này lối vòng quanh nhau rồi chết. Thì nó sẽ lỗi ngay lập tức. Đó, phải được bắt buộc phải đặt kiểu repeater như này mình nha. Rồi thì bây giờ chỗ này, chỗ cái đèn này các bạn này, lại đặt tiếp cho mình một khối theo dõi. Đống bên dưới thôi lại một cái khối hắc điện thạch cho mình nha, để nó truyền cái redstone vào trong cái bê tông các bạn ạ.
chỗ này tiếp tục lại đặt cho mình một cái đuốc này. Đó, cái bê tông này. Đây, bê tông này các bạn đặt cho mình một cái khối hắc diện thạch. Đó, bắt buộc phải là cái khối hắc diện thạch màu đen này nha. Rồi đặt sang cho mình chỗ này để làm cái điểm tựa mà làm cái chỗ đặt cái repeater các bạn ạ. Đây. Làm cái chỗ để đặt repeater. Đó, gõ một lớp cho mình nha. Phải gõ một lớp đấy, không thì nó lỗi ngay. Rồi, sau khi thế vậy là xong rồi đấy. Và bây giờ là cái phần các bạn tạo cái nút ấn nha. Tạo cái phần tín hiệu nút ấn để cho nó đi lên và đi xuống. Ở đây thì là cái hiệu nút ấn cho nó đi xuống này thì căn này nha. Đó, cái ô ở giữa này các bạn lối xuống cho mình cái bê tông ở đây. Đúng là lối xuống cái bê tông ở đây nha. Đó, bê tông phải chia xuống này cho mình và phá bên trên này đi nha. Đó. Để vậy nó to ở đây này. Các bạn phải vẩy vào nha. Bắt buộc phải vẩy vào đấy, không sẽ bị lỗi ngay. Bởi vì nó sẽ không ấn được mà. Chỗ này các bạn lại đặt cho mình một cái khối theo dõi này để chĩa vào trong này nha. Rồi lại một cái bê tông và một khối xà lam nha. Bắt buộc phải là khối xà lam đấy. Các bạn để ý cái khối xà lam nha. Mình bây giờ chỉ dùng khối xà lam thôi. Khối hô lê block là xong tác dụng rồi. Bây giờ chỉ dùng đến khối xà lam thôi. Để ý cái hướng khối theo dõi cho mình nha. Bây giờ là các bạn phải kiểm tra kỹ lại xem từ đầu video đến bây giờ các bạn làm lỗi chỗ nào không. Nếu không các bạn ấn nó sẽ bị lỗi ngay lập tức đấy. Nhưng yên tâm đi, nếu làm đúng cái hình mình sẽ không lỗi như nào đâu. Đó, cả phiên bản nào cũng làm được nha. Chỗ này các bạn không cần phải gõ cái gì cả nha. Đó, hai bên này này. Rồi, rất là đơn giản thôi. Như vậy bây giờ các bạn thể thử ấn nút cho nó đi lên này. Đó, nó sẽ đẩy vào như này nha. Bây giờ các bạn thử ấn nút cho nó đi lên này. À, nó đi xuống này. Đầu tiên là ấn nút cho nó đi xuống trước. Đó, nó sẽ đi xuống các bạn nha. Rồi bây giờ nó sẽ đi lên này. Rồi nó đi xuống rồi này. Bên này là bên đi xuống này. Thì nó sẽ đi xuống cho mình nha. Mình quên lại đi lên. Để đi xuống. Vậy là tầng 2 nó đi xuống tầng 1. Bây giờ ấn thử tầng 1 cho nó đi lên nha. Nó lại đi lên tầng 2 và nó sẽ tự dừng này. Nó dừng luôn. Rồi sau khi nó dừng ở đây rồi ấy, thì bây giờ các bạn cho nó lên như này. Lên nha. Đó, nó sẽ đi lên này. Đó. Thì ở đây vừa đây mình chặn là cái khối Obsidian mình chặn đây rồi nha. Đó là tác dụng cái khối này, nó sẽ chặn nó không đi lên hẳn lên trời luôn. Không thì biến mất đấy. Làm đúng như hệt mình nó sẽ không bị lỗi đâu. Các bạn phải để ý từng cái khối mình đặt một nha. Đó, thì bây giờ đến phần bên này. Tạo cái nút để cho nó đi xuống các bạn ạ. Đặt thêm một cái khối, một cái repeater ở đây gõ 3 lần cho mình nha. Cái bên trên này gõ 1 lần thôi. Đó, 1 lần thôi nha. Và bên này lại tiếp tục vòng lặp như thế. Các bạn đặt cho mình lại cái khối bê tông chỗ giữa này. Đó, ngay sau cái repeater đặt xuống cho mình nha. Đó, xuống hẳn như này của mình nha. Đó, phá bên trên đi. Phải bắt buộc phải xuống hẳn bên mình nhé. Kiểu hình bậc thang này này. Xuống hẳn cho mình. Rồi tiếp tục để cho mình cái khối theo dõi này. Đặt ở đây. Đó, bắt buộc cái màu đỏ khối theo dõi phải hướng vào mặt mình nha. Rồi, để đặt cho mình cái khối xà lam block. Vậy là xong. Xong cái đây công tác lại đi xuống rồi. Vậy là xuống lên là hoàn hảo nha. Vậy là xong rồi. Thì bây giờ là tiếp tục đến cái phần bên trên. Cái phần bên trên là cái tầng tiếp theo đó. Cái tầng này là xong rồi nha. Rồi bây giờ xây đến cái tầng bên trên này. Các bạn lại tiếp tục lại vẩy toàn vào hai cái bên cạnh cái tiếp này. Các bạn thấy chưa? Vẩy toàn vào hai bên cạnh cái tiếp nha. Rồi thì phá, bây giờ các bạn có thể phá cái khối bên trên này đi rồi nha. Đó, để làm cái mặt sàn lên nha. Các bạn vẩy toàn vào hai bên cạnh cái tiếp. Bên tầng này là mình sẽ dùng màu cam nha. À, mình quên mất. Để lại cái nút để nó xuống hẳn thì bây giờ các bạn chưa hoàn thành chỗ này. Đó, cái chỗ này các bạn phải lối sang mình. Đây, cái chỗ này là chỗ đặc biệt nha. Để tránh lỗi các bạn phải đặt cho mình đây mình sẽ dùng cái khối màu trắng đi để các bạn phân biệt ra khối màu trắng này tầng nào cũng phải dùng cái khối này đó thật ra khối nào cũng được nha nhưng mình dùng khối màu trắng này các bạn phân biệt thôi đây là cái nút để cho nó đi xuống đấy đi xuống hẳn đấy các bạn ạ lên này sang đặt cho hiện mình nha nó lại sang này tiếp phá này đi sang này sang đi hẳn ra bên ngoài luôn mình một ô này sang hẳn bên đây đến đúng cái phần mặt của cái khối theo dõi các bạn phá đi. Thật ra không cần phá cũng được nhưng mình cứ phá đi cho đẹp thôi. Còn phải làm lõm một ô nha. Tôi lấy cho mình cái khối đèn ra. Cái khối đèn rất to đấy các bạn ạ. Đừng có nhầm cái đèn sáng sẵn rồi nha. Đèn rất to là đèn nó chưa sáng đâu. Đó. Ở đây là đặt cho mình một cái khối theo dõi này và một cái đó hắc diện thạch nha. Vậy bây giờ các bạn chỉ việc lối rất to vào thôi. Lối vào. Lối vào tiếp nha. Phải lối vào tiếp. Đó. Lối vào đến đấy thôi thì bây giờ tiếp tục lại lối chỗ này thì các bạn lối vào đây. Phá ai đi quên mất. Các bạn phải đặt cho mình một cái repeater ở đây nha.
Đấy, 80.000 review từ đây. Gọi ba lớp cho mình. Ừ nha, bây giờ lại tiếp tục làm. Thì vậy là các bạn đã hoàn thành được tầng 1 và tầng 2 rồi. Đó, màu xanh là tầng 2 các bạn. Bây giờ tiếp tục lại lên cho mình một cái tầng tiếp theo nha, là tầng thứ 3. Tầng thứ 3 thì mình sẽ dùng màu cam đó. À, màu vàng với mất. Màu vàng nha. Màu vàng này thì mình sẽ lấy khối bê tông vàng ra. Đây. Khối bê tông vàng đây. Đặt vào đây này và đặt vào bên này tiếp này. Thì lên cho mình tiếp lại 4 ô tiếp này. 2, 3 và 4. Và đặt cho mình hai cái nút hai bên cạnh này nữa nha. Thì bây giờ mình cứ đặt cái khối, bắt buộc phải đặt 4 cái ô hắc điện thạch ở đây. Và tiếp tục lại lên cho mình hai cái này để tránh tí nữa nó lên hẳn trời luôn các bạn ạ. Thì nó sẽ lỗi ngay lập tức. Các bạn phải đặt sẵn ở đây cho mình nha, để tránh các bạn đang làm các bạn ấn nhầm cái thì nó sẽ lên luôn thì thôi là hỏng đấy. Thằng lỗi ngay lập tức đây nha. Rồi, hai cái nút bên cạnh này tiếp. Các bạn đừng ấn vội nha. Rồi, màu vàng này thì đặt sang cho mình lại tiếp tục như bên dưới, đúng hết bên dưới thôi, 6 ô cho mình. Lên một ô này. Sang mình cái đèn này. Và lại đó là tốt hết bên dưới thôi nha. Sang này. Vòng đến tận bên này này các bạn, lên mình ô tiếp này. Đây. Sang này. Và dưới đi. Nó cũng giống hệt bên trên kia thôi. Bên trên bên dưới là tương tự nhau thôi. Đấy, cái tầng này các bạn lại vòng tiếp cho mình này. Đặt hai cái khối repeater cho mình nha. Qua 3 lần, qua 1 lần này. Và tiếp tục lại vậy đặt ton này, vậy này. Đó. Ở đây tiếp tục đặt cho mình một khối này. Khối repeater. Rồi. Tiếp tục lại vậy đặt ton cho mình này. Vậy này. Đó, vậy là hình tạo thành một vòng rồi nha. Rất đơn giản thôi, tạo thành một vòng này rồi. Thì ở cái chỗ này này. Đó, các bạn không cần phải ấn vào đâu. Thì hai cái mạch lạp các bạn để ý cho mình nha. Là các bạn phải có đúng các lớp cho mình. Bây giờ là đã tiếp tục cho mình cái khối theo dõi. Đó, cái phần màu đỏ phải chĩa vào bên trong này nha. Để nó xuất hiện bên trong này. Đặt cho mình cái khối hắc điện thạch vào đây. Rồi lấy một cái đuốc cho mình nha. Những cái đuốc này đặt vào đây. Tiếp tục đặt cái khối hắc điện thạch vào đây này. Và đặt một cái khối hắc điện thạch ở dưới đây nữa. Phá bên dưới đi này. Rồi. Cái khối hắc điện thạch ở đây là tạo cái điểm tựa thôi các bạn ạ. Đặt mình cái repeater gõ một lớp cho mình nha. Phải gõ một lớp đấy. Không gõ một lớp là nó sẽ bị lỗi ngay. Rồi, như vậy hoàn thành. Bên này các bạn đặt tiếp cho mình này. Chĩa xuống này. Đó, xuống hẳn như này cho mình, phá bên trên này đi. Đó. Bây giờ các bạn lối đất toàn vào thôi. Tiếp tục lại giống bên dưới nha. Lại giống bên dưới tiếp. Các bạn ạ, lại dùng cái khối theo dõi này. Đặt vào đây này. Bên dưới khối theo dõi này, đặt cho mình cái. Đó, sang cho mình như này. Biết, gọi là khối slam nha. Đó, vẫn là khối slam cho mình này. Đó, như vậy gần như đã hoàn thành rồi. Đó, các bạn làm giống hệt như mình nha. Các bạn phải kiểm tra từng tí một. Nếu mà nhanh quá các bạn phải chỉnh tốc độ cho chậm lại các bạn làm nha. Mình thử ấn luôn này. Đấy, lỗ bit ton khá là xấu các bạn nha. Mình sẽ đi làm cái cửa sau. Làm cái cửa thì rất là đơn giản thôi. Sử dụng cái khối kính để làm rất là đơn giản các bạn ạ. Đó. À đâu bên trên này nhỉ. Đây bên trên này. Các bạn ấn này. Rồi nó sẽ mắc bên trên này nha. Đó, sau khi nó mắc bên trên này rồi các bạn ạ. Đặt ở đây một cái khối gì nữa này, đúng cái vị trí này nha. Đó, các bạn đặt đúng cái vị trí này. Xuống này. Và xuống tiếp cho mình. Đó, xuống hẳn cho mình nha. Phá bên trên đi này, các bạn hãy vẩy to ở đây tiếp. Nhớ phải vẩy vào nha, không vẩy vào nó sẽ bị lỗi ngay lập tức đây. Rồi, đặt vào đây này. Đó, và bên dưới các bạn đặt cho mình một cái bít tông. Lại chĩa như này cho mình nha. Khối salam tiếp này, đó. Nó sẽ đẩy như này cho mình, hai cái thứ này giống nhau nha. Và cũng bằng nhau luôn. Các bạn phải để ý cho mình đấy. Tôi lại lỡ tay phá nhầm rồi. Đây này. Đây này. Phá bên trên này đi. Chỗ này các bạn cứ nhớ phải vẩy rất to vào này. Đấy, rồi vậy là xong tầng thứ 3. À đâu, vẫn còn một cái khối màu trắng này nữa. Cái màu trắng này là cái tín hiệu tránh tình trạng lỗi này. Đó, các bạn nhìn bên này xem, đó, cái màu trắng này này. Thì tầng nào cũng có cái khối màu trắng đấy nhá. Đây, chỗ này này. Để nó lặp lại các bạn ạ. Đây, thì mình sẽ lại phải dùng cái khối màu trắng thôi. Mình sẽ lấy khối bê tông màu trắng ra. Rồi, khối bê tông màu trắng đây. Đặt vào này, đặt vào này, đặt vào này.
và các bạn hãy tiếp tục làm giống như bên dưới cho mình nha. Nó phá cái ở giữa đi, giống hết bên dưới ấy, cái khối màu trắng bên dưới ấy, mình đánh dấu rồi đấy. Cái khối nào mà màu giống nhau thì cũng sẽ xây giống tương tự giống nhau nha. Đó, cái khối nào màu giống nhau thì xây giống hết nhau cho mình. Đó, ở đây các bạn xuống này, đặt ở đây này, phá tới đây đi. Rồi, lên cho mình nha. Đó, ở đây là mình cái khối đèn này, cái khối đèn ở đây này. Đó, và một cái tiếp tục đặt một cái hắc điện thạch ở đây nữa, nó sẽ được hình thú như này nha. Bạn vậy cho mình redstone ở đây này, vậy nguyên một vòng ở đây luôn cho mình nha. Đó, đặt redstone thôi, cả chỗ giữa này luôn này, bắt buộc phải vậy ở đây nha, đừng có quên. Đây tiếp tục bạn đặt cho mình cái repeater gõ ba lớp cho mình, vậy ở đây tiếp. Đó, gõ hết mình nha, không có thay một tí nào luôn. Như vậy là gần như đã hoàn thành rồi đấy. Vậy là bên dưới gần như hoàn thành rồi nha. Bây giờ các bạn kiểm tra từng tí một đây, mới xoay vòng quanh cho các bạn để xem các bạn có thấy cái gì khác khác không. Thì các bạn tiếp tục làm nha. Lại tiếp tục lại làm tầm tiếp theo thì lại giống như bên trên thôi. Các bạn lại dùng cái màu, mình đây là tầng thứ tư phải không? Đúng rồi, tầng thứ tư thì dùng màu cam nha. Đó, bây giờ tầng thứ tư màu cam rồi thì các bạn cứ đặt ở đây đi, cho nó tránh bay hẳn lên. Thì bây giờ dùng màu cam này, mình sẽ làm nhanh nha. Cũng giống tương tự bên dưới thôi, lại đặt lên cho mình 4 ô tiếp, 4 ô nha. Rồi, hai khối ô sai đền sang. Đó, lại lên cho mình một khối chéo như này. Thì đây là cái lóc rồi các bạn ạ. Thì cái lóc rồi thì bây giờ các bạn dùng cái khối gì làm cái bên trên cùng cũng được các bạn ạ. Thì mình dùng cái khối màu cam này luôn cho tiện tay cũng được, chứ các bạn dùng khối gì cũng được nha. Rồi thì bây giờ dùng cái nút ấn cho mình này, đặt vào đây. Quên đặt ở dưới, bên trên là một lỗi các bạn ạ. Đặt ở dưới cho mình nha. Đây, phá hai khối đi cũng được này. Rồi, lại tiếp tục lại vòng như bên dưới thôi. Lại tiếp tục này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, lên này, sang này. Cái đèn cho mình tiếp nha. Đó, cái đèn rất to các bạn ạ, đặt vào đây. Cái đèn rất to này, rồi sau đó là lại sang cho mình như bên trên kia thôi. Đó, cái đấy các bạn muốn làm nhiều tầng các bạn cứ lặp lại như cái bước này cho mình. Rồi các bạn cứ làm lên cao mãi cho mình nha. Rồi, đơn giản mà, các bạn cứ vẩy cho mình này. Vẩy rất to này. Repeater này, cái này không cần gõ cho mình nha, không cần gõ đâu, hoặc gõ cũng được nhưng các bạn không cần gõ cho mình. Rồi, vẩy hết cho mình lên nữa này. Repeater hai cái, cái này có ba cái và cái này có một cái này. Tiếp tục vẩy tiếp vào cho mình này. Rồi lại
đó, cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Nó sẽ đẩy đẩy liên tục lên cho các bạn nha. Các bạn phải để ý từng cái khối hắc diện thạch của mình đặt chỗ nào thì các bạn phải đặt theo chỗ đấy nha. Đó. Rồi, bây giờ là tầng cao nhất rồi nha. Mình không muốn làm đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 thì nó sẽ thành cao quá các bạn ạ. Rồi. Còn lại bây giờ các bạn việc trang trí thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho nó xuống hẳn tầng 1 đi. Để mình dùng hắc diện thạch mình bịt bên trong lại cho mình. Xây cho thuộc hẳn này. Đó, tầng 2 này. Và tầng 1 đây. Các bạn có thể làm cái tầng này thành tầng hầm cũng được, rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Bây giờ các bạn cứ bịt lấp lại cho mình như này nha. Lấp lại cho mình này. Rồi, đến cái chỗ này các bạn cũng lấp lại cho mình này. Rồi, mắc cái gì mà không nhảy lên được các bạn ạ. Trời ơi, mắc cái gì thì không bay lên được rồi. Rồi, không có bay lên được. Rồi, các bạn lấp lại đây cho mình nha. Lấp này. Cứ lấp xung quanh thôi các bạn ạ. Nhưng phải dùng cái khối hắc diện thạch cho mình nha. Các bạn cứ lấp xung quanh thôi. Đừng có lấp nhầm vào trong là chết đấy. À, nó sẽ không đẩy lên nữa đâu. Đó, lớp xung quanh cái chỗ nào mà có slime block thì các bạn để nguyên nha. Đừng có phá lại thay vào cái khối hắc diện thạch là hỏng luôn đấy. Và cứ thế các bạn cứ xây cao lên thôi. Đó, xây cao lên tận lóc cho mình nha. Rồi, một bên này. Tiếp tục bên này cũng vậy. Xây cao lên cho mình. Cao lên. Cao lên tiếp này. Lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp này. Cứ thế và lên thôi các bạn ạ. Không phải lo bị lỗi gì đâu nha, bởi vì các bạn lớp bên trong bằng hắc diện thạch thì nó sẽ không bị slam block hay là holy block nó tính vào. Đấy, còn cứ thế lên thôi, thế lên này. Lên tiếp cho mình. Chỗ nào mà có slam các bạn để nguyên cho mình nha, đừng có phá đấy. Rồi các bạn cứ lớp lên cho mình thôi nha. Còn bên trên này thì nó khá là tối, mình sẽ dùng cái đèn đi. Còn mình sẽ dùng cái đèn cho nó sáng. Vậy là xong. Bây giờ các bạn còn trang trí, bây giờ mình sẽ test thử này. Đó, nó sẽ lên này. Đó. Nó xuống này. Vậy là hoàn thành. Bây giờ các bạn phải làm cái cửa thôi. Đó, cái thằng máy em khá là lằng nhằng các bạn ạ. Bây giờ đến cái phần cái cửa này. Đến phần cái cửa thì các bạn sẽ sử dụng cái khối cho mình nha. Đầu tiên là khử kính này. Bắt buộc phải dùng khối kính. Bít tông dính như mình nhỉ. Có bít tông dính nha. Và cái repeater. Comparator các bạn quên lại repeater. Comparator nha. Đó, khối kính và bít. Không cần dùng slam đâu. Bạn phải để ý cho mình là trong mấy cái lò lung này các bạn phải có đồ nha. Nếu không có các bạn phải đặt luôn cho mình. Bây giờ vẫn kịp các bạn ạ. Các bạn đặt vào cho mình nha. Các bạn phải đặt vào trong cái gì cũng được. Bây giờ đúng cái vị trí của cái lò lung này này. Đó, nếu mà các bạn nào chưa lấp một cái khối oxygen ở đây thì các bạn lấp vào này. Đặt cho mình khối kính ở đây. Xuống cho mình này. Đó, chéo xuống này nha, đúng vị trí của mình đấy. Và đặt cho mình cái comparator ở đây, nó sẽ sáng ra bởi vì bên trong cái lò lung nó có đồ mà. Đó, đặt cho mình hai khối song song ở đấy và lên mình một khối này. Chỗ này đặt cho mình cái repeater. Cắm đuốc này. Rồi, đặt lên này. Vậy đấy ton này. Rồi, tiếp tục lại đặt cho mình 1 này, 2 này, 3 cho mình này. 1, 2, 3. Rồi, rất là đẹp các bạn nha. Rồi, ở đây nữa này. Bên này thì cũng đặt cho mình. Đó, trong cái lò này phải có đồ nha. Vẫn là cái khối hắc điện thạch ở đây thôi. Đặt ở đây nha. Nhưng mà nếu các bạn đặt khối kính ở dưới đây thì nó sẽ mắc cái teton này. Bây giờ khối kính ấy có tác dụng rất quan trọng đây, các bạn để ý cho mình này. Các bạn cứ phá cái teton này cho mình. Đặt thẳng cái khối kính này luôn cho mình nha. Còn bên dưới khối kính phá đi này. Đặt tiếp cho mình cái khối kính ở dưới nữa. Và khối kính ở dưới nữa. Phá cái khối kính ở giữa đi. Các bạn vẽ teton vào cái khối kính ở dưới này. Đây. Vẽ teton ở đây nha. Thì nó vẫn lối vào như bình thường các bạn ạ. Nó không bị ngắt đá đỏ nha. Rất là hay các bạn ạ. Rồi tiếp tục lại đặt cho mình cái comparator này. Rồi sau đó sang cho mình này. Và lên cho mình. Để đá đỏ này. Sau đó là cái repeater này. Rồi đuốc này. Sau đó lên cho mình khối này. Và lại tiếp tục là một cái đá đỏ này. Lên cho mình 3 khối này. Và đặt cho mình 3 cái cửa. Rồi là xong. Bây giờ các bạn thử test xem nó lên là nó đóng lại không nha. Chắc chắn nó đóng lại rồi. Đó. Bên trên này cũng làm như bên dưới thôi. Mình sẽ làm cái cửa màu xanh nha. Đó. Thì ở chỗ này là phá đi này. Đặt ở đây này. Bên dưới đặt ở đây này. Phá chỗ giữa đi. Rồi vậy đã toan vào. Tiếp tục còn comparator này.
nó sẽ sáng lên cho mình nha. Đây, nó sẽ sáng lên và đặt ở đây này, đây này, lên cho mình khối này, phá đi. Khoan, cái này mình phải làm màu xanh các bạn ạ, bởi vì cửa màu xanh mà. Đây, mình sẽ làm màu xanh nha, cho đúng tầng, tầng màu xanh phải dùng màu xanh lá cây. Rồi, repeater, vẽ redstone lên một khối này, và lại tiếp tục vẽ redstone. Rồi, ba cái bê tông tính, 1, 2, 3. Rồi, ba cái khối cửa. Bên này cũng như vậy nha, lại dùng cái khối kính tiếp. Dùng cái khối kính thì các bạn sẽ đây, ở vị trí này, phá này đi, đặt khối kính ở đây và đặt khối kính ở dưới, và các bạn phá để tựa đi, vẽ redstone vào tiếp, lại như lặp lại như thế cho các tầng của các bạn nha. Nó khá là lâu, mình sẽ làm nhanh cái cỡ cho mình này, mình sẽ làm nhanh đấy, các bạn phải để ý nha. Rồi, lại tiếp tục cái khối màu xanh này lên này, rồi tiếp tục lại redstone. Các bạn cứ lặp lại cho các tầng thôi nha. Thì cái cửa này khá là đẹp các bạn ạ. Các bạn xây nhà đá đỏ hiện đại mà các bạn làm tầm khoảng 3-4 tầng, các bạn dùng cửa này cực kỳ tuyệt vời rồi các bạn ạ. Nó phải là không lỗi đâu các bạn ạ. Mình đã test chục lần rồi, nó không lỗi đâu. Các bạn nhớ làm y hệt mình là được nha. Được, hoặc các bạn có thích thì các bạn làm các khối các bạn giống mình cũng được này. Giống hệt mình luôn thì nó chắc chắn 100% là thành công rồi. Đó, cửa này thì làm cho mọi phiên bản trên cả PC cũng làm được luôn các bạn nha. Đó, rồi tiếp tục này, làm barrier này. Rồi bên trên này là các bạn mình sẽ dùng khối màu vàng đi cho nó cùng với cả cái cửa lên này, và tiếp tục các bạn đặt này, repeater này, đuốc này, màu vàng và lại đá đỏ tiếp. Thì bây giờ các bạn đặt cho mình cái khối piston này, 1, 2, 3. Tiếp tục lên 3 ô cho mình nha. Bên này cũng như vậy cho mình này. Bên này các bạn cũng đặt tiếp cho mình một cái khối kính này, phá bên giữa đi này, đặt tới khối kính ở dưới nữa. Rồi, vậy đã toàn ở bên trong. Bên trên này lại tiếp tục với competitor. Nó khá là nhiều lằng nhằng nhưng mà các bạn biết rồi, các bạn nhìn là các bạn cũng hiểu, nó lặp đi lặp lại nha. Thì mình thích xây nhà kiểu có tầng hầm thì các bạn cũng xây cái thang này luôn này, cao 3 tầng và có một tầng hầm là tầng thứ 4. Đó, tầng thứ tư thì các bạn sẽ là cái tầng màu xanh nước biển đó. Đó, bên dưới này thì các bạn có thể xây như kiểu thế cũng được, rất là đẹp các bạn nha. Mình đã từng xây một cái map như thế rồi. Bên nước ngoài người ta dùng cái thang máy này, người ta xây cái tầng 1 là cái tầng hầm các bạn ạ, tầng 2 mới là cái tầng mà người ta gọi là cái phòng đi, cái phòng khách các bạn đi vào đi lên ấy, còn bên dưới là tầng hầm cơ. Nó khá là hay các bạn ạ, cái thang máy cực kỳ hay. Rồi bây giờ trên này là khối màu cam thì mình sẽ dùng cái khối màu cam thôi. Đó, chỗ này các bạn dùng khối kính này. Đây các bạn này, tiếp tục phá này đi cho mình này, phá cái chỗ đó, kiểu phá lộn, phá lộn đây, phá cái đã đỏ rồi đó. Rồi lại tiếp tục này, đặt cho mình này cái khối kính này, phá khối giữa đi, vẩy vào. Rồi lại tiếp tục lại cũng lặp lại như thế thôi. Đến đây là các bạn cũng coi như là gần hoàn thành rồi. Đó thì nó sẽ sáng lên, để ý cho mình nhá, là nó sẽ sáng lên đây. Nếu mà các bạn đặt vào nó không sáng lên, có thể trong cái lò các bạn chưa có đồ hoặc các bạn đặt sai vị trí. Đó, nó phải sáng lên cho mình nha. Rồi cắm đuốc nó sẽ tắt đi, đặt vào này. Rồi lại vậy đất toàn bên trên này cho mình tiếp này, lại bít tông tiếp cho mình nha. Đó, bít tông này. Đó, đó. Rồi, ba cái khối này. Tiếp tục bên này như vậy. Chỗ này các bạn phá đi này. Đó, đặt cái khối kính vào, khối kính bên dưới, phá chỗ giữa đi, vậy đất toàn vào. Competitor này. Đó, phá đi này, hãy tiếp tục cái đuốc này, vải đất ton này. Đó, và lại tiếp tục tiếp lại cái vải đất ton bên trên này, và cứ thế các bạn lặp lại thôi. Các bạn làm bao nhiêu tầng cũng được nha, nhưng đây mình chỉ làm 4 tầng là đẹp rồi. Nó sẽ đóng lại và bên dưới sẽ mở ra này, cho nó xuống hận này. Nó bên dưới sẽ mở ra này, nó xuống tiếp này. Rồi bây giờ nó xuống tầng 1 rồi đấy. Như vậy là nó gần như hoàn thành rồi. Bây giờ các bạn việc trang trí thôi. Đó, phần trang trí mình sẽ rút ngắn gọn đi nha. Rồi, phần trang trí các bạn cứ trang trí nhẹ thôi. Các bạn bịt lấp lại cho mình này. Xây lấp lại cho mình nha.
Bây giờ là các bạn chỉ việc trang trí lại thôi nha. Đó, chỗ này mình để cái đèn cho nó sáng này. Đấy, hoa lọc màu xanh vào này. Các bạn cứ trang trí lại thôi nha. Nếu chỗ nào mà mình dùng hắc diện thạch, các bạn để ý kỹ cho mình này, là phải dùng đúng hắc diện thạch như mình nha. Đó, chỗ này là màu xanh lá cây này, đặt vào này, bật lên cho mình nha. Đó, lên cho mình, lên thật tiếp tục cho mình nha, cứ lên cho mình thôi, cứ lên cho mình nha. Rồi thì bây giờ các bạn cứ lên, các bạn trang trí thôi nha. Thì cái thang máy này mình để từng màu một, các bạn thích màu nào cũng được, hoặc các bạn không thích để màu cũng được nha. Trên đây mình để từng màu một cho nó dễ phân biệt từng tầng một mà thôi, mình thấy cũng khá là đẹp. Đó, rồi tiếp tục lại lên cho mình này, sang này, sang này. Đó, ở chỗ này lại đặt tiếp cho mình hai màu cam này, màu vàng dưới này nữa. Rồi màu cam các bạn cứ trang trí cho mình. Các bạn thấy cái thang máy khá là đẹp phải không? Thì nếu mà làm nhà đá đỏ ấy, thì kiểu xây thang máy này nó khá là hiện đại các bạn ạ. Bởi vì nó có cửa, nhà hiện đại thì mình cũng không muốn để nó lộ bê tông, nên làm cái cửa để nó che cái phần bê tông, nó đẩy cái phần slab block lên. Trên này các bạn là tầng cao nhất rồi, các bạn đặt cho mình cái đèn, 4 cái đèn ở đây cũng được này. Còn lại là các bạn muốn trang trí gì thì tùy các bạn nha. Đây là mình cái chỗ mấy cái nút này này, là mấy cái biểu tượng mà đi lên đi xuống ấy, thì mình vẫn chưa cài biểu tượng ở đây. Thì các bạn dùng biểu tượng là cái gì cũng được. Đó, thì bây giờ mình sẽ cài biểu tượng vào nha. Trước tiên là mình sẽ đặt mấy cái đèn ở chỗ mấy cái chỗ chân này đã. Này, lên này, lên từng tầng một để đặt cái đèn một chỗ nhanh luôn đấy. Đó, để xem nó có lỗi luôn không. Thì mình cũng sẽ lên từng tầng một để mình đặt cái đèn này đây cho đẹp. Bên trong thang máy là sẽ tối mà. Đó, và tầng cao nhất đây rồi đó, thì mình sẽ lấy cái khối, cái khung vật phẩm đấy các bạn ạ. Một cái mũi tên này, mũi tên gì cũng được. Đó, mình lấy cái mũi tên để làm cái chỉ hướng thôi. Đặt cái khung vật phẩm đây. Thôi, lấy hơi tối, đặt cái đèn ở đây đi. Xong rồi đặt cái khung vật phẩm vào. Rồi đặt cái mũi tên này. Đó là cái mũi tên chỉ xuống. Đó, đây đi xuống nha, ấn vào nó sẽ đi xuống này. Tiếp tục bên này, phá đi này, cái đèn vào này. Các bạn chỉ được phá cái bên trên nút thôi nha, đừng có phá cái bên trên nữa. Để đi lên này, đi xuống này, ấn xuống. Bên dưới cũng vậy, phá ở đây đi để cho biết là kiểu như là bên trong thang máy nó sẽ sáng hơn một chút đấy các bạn ạ. Đi xuống này, phải đi lên này, rồi lại đi xuống tiếp. Rồi, cái đèn tiếp vào đây này cho mình này. Lấy khung vật phẩm ta đặt vào đây này, đi lên này, vậy là xong. Mình sẽ đi ra thử lên thử không nào. Đó, hoạt động rất là bình thường nha. Đi xuống này, đi lên này. Đó, đi lên nữa này. Đó, lại đi lên nữa này. Mình thấy nó ngon ở cái thang máy lần trước mình hướng dẫn các bạn cơ. Và đi xuống này. Cái thang máy lần trước mình hướng dẫn các bạn thì đa số nhiều bạn bảo không làm được, nhưng cái này chắc chắn sẽ làm được này. Đó, đi xuống nữa này. Như vậy đã xong rồi. Gần như là các bạn đã muốn trang trí thì còn lại là tùy các bạn thôi nha. Như vậy là xong rồi. Nhớ trong cái lò lung này các bạn phải luôn luôn là có đồ đấy. Nó sẽ lên này, đi lên thế này, không hề lỗi đâu các bạn ạ. Rất là đẹp nha. Lên tiếp này. Đó, lên lên lên. Rồi, cực kỳ tuyệt vời luôn. Như vậy là nó hoàn thành rồi. Nó khá tương tự, các bạn làm bao nhiêu tầng cũng được nha. Nhưng mình chỉ làm 4 tầng là đẹp lắm rồi. 4 tầng là mình thấy khá là tròn trịa và xinh xắn rồi. Và tiện đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cái phần tiếp theo, mình sẽ làm về một cái cửa luôn đi. Và cái cửa này là cửa gara các bạn nha. Với cơ chế là mở sẽ đẩy lên và đó, mở sẽ đi lên cho mình. Đó, mở sẽ đẩy lên nha. Và đóng là nó sẽ tự động đóng lại và nó sẽ tự đẩy xuống nha. Các bạn hãy thay bằng cái khối gì cũng được. Đó, đây sẽ là cái cửa gara bằng đá đỏ nha, chứ không phải là bình thường các bạn làm cửa gara. Các bạn thường hay là làm bằng cái command block phải không? Những command block trong sinh tồn ấy, các bạn sẽ không, hầu như các bạn sẽ không thể làm được đâu.